7 vũ khí hiện đại được Việt Nam sản xuất khiến thế giới kinh ngạc. Chào các bạn, từ trước đến nay, Việt Nam chưa có tên tuổi gì trên thị trường vũ khí thế giới. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, nền công nghiệp quốc phòng nước ta không ngừng được đầu tư và đã có sự tiến bộ vượt bậc. Đến nay, nước ta đã có thể sản xuất được các loại vũ khí hiện đại như pháo hạm, súng chống tăng, tàu pháo cao tốc. Các loại vũ khí của Việt Nam hoàn toàn có thể chen vai thích cánh cùng các ông lớn trên thị trường thế giới, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa có tiềm năng để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Có phải các bạn đang thắc mắc không biết các loại vũ khí đó như thế nào? Vậy thì hãy chú ý theo dõi, trong video Top Bí ẩn sẽ giới thiệu đến các bạn 7 loại vũ khí hiện đại được Việt Nam sản xuất khiến thế giới phải kinh ngạc. Pháo hạm AK-630M. Hiện nay, Việt Nam đã sản xuất được AK-630M và tự chủ trong việc sản xuất đạn, pháo hạm AK-630M là vũ khí tiêu chuẩn được trang bị trên chiến hạm Gepard và tàu tên lửa Monia của Hải quân Việt Nam. Hiện nay, AK-630 và AK-630M là loại pháo hạm tự động, sử dụng đạn 30mm kiểu IOF-84 do Nga sản xuất, được trang bị phổ biến trên các tàu chiến đấu của lực lượng Hải quân một số nước, trong đó có Việt Nam. Để phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hàng năm chúng ta phải tiêu thụ một lượng lớn đạn 30mm nhập khẩu, tốn kém một lượng lớn ngân sách của nhà nước. Để giải quyết vấn đề này, ngay từ năm 2013, Viện Vũ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu và chế tạo thành công đạn 30mm DBST-30 dùng cho pháo hạm AK-630M. Điều này cho thấy nền công nghiệp quốc phòng trong nước hoàn toàn có thể chế tạo được loại đạn này mà còn tiến tới nghiên cứu, sản xuất ở các loại đạn khác. Chống tăng RBG-7. Hiện nay, uy lực của RBG-7 đã được nâng lên gấp bội nhờ những loại đạn mới, có sức xuyên và sức công phá mạnh hơn, kết hợp với hệ thống kính ngắm đêm cho phép nó phát huy hết tính năng thiết kế. Đây là hướng đi hết sức đúng đắn của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. RBG-7 cải tiến là loại vũ khí phân đội phổ dụng, tin cậy, dễ sử dụng, bắn được các loại đạn phản lực đa dụng như PG-7VL, BG-7VR, TBG-7V và OG-7V. Chúng có khả năng xuyên giáp thép, đồng nhất từ 500mm đến trên 600mm sau lớp giáp phản ứng nổ, đủ sức tiêu diệt không chỉ các loại phương tiện chiến đấu bọc giáp mà cả các loại vũ khí và binh lực ẩn nấp bên trong hay di chuyển bên ngoài công sự của đối phương. Súng chống tăng không giọt SBG-9T2 được xem là sát thủ diệt tăng. SBG-9T2 là một trong những loại súng chống tăng uy lực nhất trên thế giới, được dùng để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành của đối phương. Ngoài ra, còn được sử dụng để tiêu diệt sinh lực ẩn nấp trong các công sự kiên cố và các hỏa điểm của địch. Và mới đây, Việt Nam đã nghiên cứu thành công và chế tạo súng chống tăng SBG-9T2 với một loạt các cải tiến phù hợp với địa hình của nước ta. Súng được sản xuất tại nhà máy Z125 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dưới tên gọi SBG-9T2, với một số cải tiến phù hợp với điều kiện tác chiến tại khu vực miền núi, điều kiện môi trường nóng ẩm, tác chiến bộ binh mang vác. Việc chế tạo thành công súng chống tăng SBG-9T2 một lần nữa cho thấy trình độ nghiên cứu và chế tạo vũ khí của quân đội ta, giúp nâng cao khả năng tự chủ trong sản xuất, chế tạo vũ khí, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Cối 100 Made in Việt Nam là sản phẩm hoàn toàn do các nhà thiết kế tài hoa của Việt Nam tự phát triển và được sản xuất tại nhà máy Z125 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Chúng ta đã làm chủ được một trong những phần khó nhất của công nghệ chế tạo súng cối, đó là luyện thành công nòng súng.
các loại đạn mới đi kèm với cối 100 cũng đã được hoàn thiện. Đáng chú ý là đạn cối cassette hay còn gọi là đạn mẹ con, có ngồi nổ hẹn giờ điện tử giúp cách nổ chính xác. Đạn mẹ rã đạn con đúng vị trí mong muốn, đảm bảo tiêu diệt mục tiêu, nâng cao hiệu quả chiến đấu của loại hỏa lực mang vác cực mạnh này. Có thể lắp đặt cối 100 lên các phương tiện cơ giới hạng nhẹ như xe bọc thép chở quân, xe vận tải quân sự nhằm tăng khả năng cơ động nhanh trên mọi địa hình. Thật tuyệt vời đúng không nào? Tàu pháo cao tốc TT-400TP. Được nghiệm thu và thử nghiệm vào năm 2012, TT-400TP là lớp tàu pháo có vũ khí điều khiển tự động hoạt động trên biển với 4 nhiệm vụ chủ yếu: tiêu diệt tất cả tàu chiến đổ bộ, tàu hộ tống của địch, bảo vệ căn cứ các tàu đổ bộ và đội tàu hộ tống ở vùng hoạt động của các lực lượng và tàu phục vụ các lực lượng ra quét mìn, bảo vệ tàu dân sự trên biển, trinh sát chiến thuật cảnh giới mặt nước. TT-400TB có chiều dài 54,6m, rộng 9,16mm, lượng dạng nước khoảng 400 tấn. Tàu đạt tốc độ tối đa 32 hải lý trên giờ, tầm hoạt động khoảng 2.500 hải lý. Tàu có khả năng tác chiến trong điều kiện gió cấp 10, sóng cấp 8. Tàu pháo trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, tính tự động hóa cao như pháo hàm AK-176M, cỡ 76,2mm, tầm bắn hơn 15km, tốc độ 120 phát trên phút. Tổ hợp pháo phòng không AK-630M có 6 nòng cỡ 30mm, tầm bắn 4.000m, tốc độ 5.000 phát trên phút. Tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, súng máy 14,5mm, thật hoành tráng phải không nào? Radar phòng không RV-02 hoặc radar cảnh giới trên không tầm trung VRF-M2D và bác thấp VRS-2DM. Tổ hợp đài radar cảnh báo sớm VRS-M2D là một sản phẩm tiêu biểu, minh chứng cho ý chí và quyết tâm của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc làm chủ và nắm giữ công nghệ chế tạo các loại vũ khí công nghệ cao. Tổ hợp VRS-M2D gồm 2 xe chỉ huy, điều khiển, hệ thống anten đài radar VRS-M2D đặt trên khung gầm cơ sở xe vận tải bánh lốp 6x6 Camao do Nga chế tạo. Ngay bên cạnh anten radar VRS-M2D là cabin điều khiển cũng đặt trên khung gầm xe Camao. Ngoài VRS-M2D, Viettel còn phát triển đài radar cảnh giới bác thấp VRS-2DM. Bộ đôi tổ hợp radar này sẽ làm việc phối hợp với nhau trong nhiệm vụ phát hiện và cung cấp thông tin các mục tiêu trên không. Đài cũng có tính năng tương tự VRS-M2D nhưng chuyên phát hiện mục tiêu bay thấp. Nó cũng có khả năng cung cấp thông tin phần tử mục tiêu tới các tổ hợp tên lửa phòng không. Điểm đặc biệt của các tổ hợp đài radar VRS-M2D và VRS-2DM là chúng có khả năng triển khai và thu hồi nhanh gọn phù hợp với chiến tranh hiện đại. Súng ngắn SVN-88. Phần lớn những khẩu súng ngắn được trang bị cho quân đội Việt Nam hiện nay đều có nguồn gốc từ Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, tại triển lãm quốc tế về an ninh quốc phòng 2018 diễn ra vào tháng 10 vừa qua tại Hà Nội, với sự tham gia của hàng chục tập đoàn quốc phòng từ các quốc gia như Ý, Israel, Montenegro, Ấn Độ, Mỹ, Nga, Việt Nam cũng đã giới thiệu một số mẫu súng và công cụ hỗ trợ mới cho lực lượng an ninh, quân đội. Trong đó có mẫu súng ngắn SVN-88 do Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng phát triển và sản xuất. Tuy hiện nay, thông tin chi tiết về cấu tạo của loại súng này vẫn chưa được công khai. Tuy nhiên, với hàng loạt những thiết kế made in Việt Nam như tàu pháo cao tốc TT-400TP, cối 100, súng chống tăng không dọc SPG-9T2, chúng ta có thể tin đây là một trong những loại vũ khí sẽ có tác dụng hỗ trợ tích cực cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Các bạn thấy thế nào về những vũ khí mà Việt Nam đã tự sản xuất? Thật tuyệt vời đúng không nào? Loại vũ khí nào cho bạn ấn tượng nhất? Theo bạn, nước ta nên phát triển những loại vũ khí nào nữa để nâng cao tiềm lực quốc phòng cũng như khả năng bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là ở vùng biển nước ta? Trong phần bình luận, cộng đồng Top Bí Ẩn đang chờ ý kiến của các bạn đấy.
Xin chào và hẹn gặp lại.